Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuổi Văn Hóa. Những ngày qua, chia sẻ của nhân chứng Burgess đã gây xôn xao truyền thông quốc tế. Burgess và luật sư đã trình diện cơ quan điều tra hồi cuối tuần vừa rồi. Trong chia sẻ với truyền thông, người đàn ông có tên Burgess đã xác nhận sự tồn tại của video nóng được cho là của Diddy và những người có liên quan. Trong chương trình Banfield của New Nation, Burgess đã tiết lộ thêm anh được Kim Potter, tình cũ của Diddy, đưa cho 11 ổ đĩa USB trước khi cô qua đời vào năm 2018. Kim Potter từng gắn bó với Diddy hơn 10 năm và có 3 người con chung với ngôi sao nhạc rap đang bị điều tra. Cô mất vì bệnh viêm phổi. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, Burgess kể lại rằng video ghi lại hình ảnh của Diddy và 8 người nổi tiếng. Người này cho biết những đối tượng trong video có cả trẻ vị thành niên và tất cả đều chịu sự ảnh hưởng bởi chất gây nghiện. Theo Burgess, họ dường như là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Cuối tháng 10, Burgess được các đặc vụ từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ liên lạc và triệu tập. Theo TMZ, lệnh triệu tập yêu cầu Burgess giao nộp tất cả hồ sơ, bao gồm ổ đĩa USB, ổ cứng, thiết bị lưu trữ điện tử hoặc thiết bị chứa video và các tệp liên quan tới Diddy. Burgess cũng đã tuyên bố đang giữ trong tay bản gốc cuốn hồi ký Kim's Lost World, A Journey for Justice from the Other Side. Hồi ký được phát hành hồi tháng 9 vừa rồi và được cho là vạch trần tội ác bị che giấu suốt nhiều năm qua của ông trùm nhạc rap. Trong bối cảnh này, mạng xã hội đã bất ngờ lan truyền hai bức ảnh nóng và một clip gây sốc của Justin Bieber với Diddy. Loạt khoảnh khắc nhạy cảm nói trên của giọng ca Baby được cho là rò rỉ từ những bữa tiệc thác loạn do ông trùm nhạc rap tai tiếng tổ chức. Theo đó, bức ảnh đầu tiên là khoảnh khắc Justin Bieber selfie với tư thế tay của anh vô cùng nhạy cảm. Còn bức ảnh thứ hai ghi lại hành động của hoàng tử nhạc pop cùng một người bạn hôn một cô gái. Trong khi đó, đoạn clip thì Justin Bieber đã xuất hiện bên Diddy, lại gây bàn tán với hình ảnh nam ca sĩ được cho là bị ép nhảy múa, quỳ gối uống cả chai rượu để mua vui cho ông trùm và những vị khách quyền lực xung quanh. Nam ca sĩ bị soi biểu cảm cam chịu, gượng gạo, phục tùng mệnh lệnh của Diddy. Thương cho Justin Bieber, bản thân đã loạng choạng và say khướt nhưng vẫn phải nhảy múa để phục vụ, quỳ gối uống rượu mua vui trong tiếng reo hò của Diddy và đám khách mời. Hiện từ khóa Justin Bieber và Diddy đã lọt vào top 5 chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo. Như hình ảnh gây sốc nói trên vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội của Trung Quốc. Dưới phần bình luận, cư dân mạng thi nhau suy luận về nguồn gốc của những bức hình nóng và clip sốc của Justin Bieber. Người thì cho rằng đây là hình ảnh thật, nằm trong hồ sơ bằng chứng phạm tội của Diddy bị rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, đa số netizen thì lại bày tỏ sự nghi ngờ về tính chân thực của những bức ảnh nói trên và cho rằng đây là sản phẩm cắt ghép mà thôi. Sau đó, cư dân mạng cũng đã nhanh chóng phát hiện sự thật. Tấm ảnh nhạy cảm đầu tiên của Justin Bieber quả thật là sản phẩm của công nghệ Photoshop. Thời điểm ảnh ghép xuất hiện lần đầu tiên trên mạng xã hội và khiến cho nam ca sĩ nổi tiếng vướng vào nghi vấn lộ ảnh nóng là vào năm 2014. Trong khi tấm ảnh gốc được Justin Bieber đăng tải vào năm 2010. Ở bức ảnh đó, giọng ca Sorry đã hoàn toàn không có hành động nhạy cảm nào cả. Tấm ảnh Justin Bieber hôn vào vòng một của đối tượng khác giới được tờ TMZ đăng tải vào năm 2014. Bức ảnh này thì không liên quan gì đến các bữa tiệc thác loạn của Diddy cả. Năm đó, Justin Bieber và bạn bè đã tổ chức một bữa tiệc ở Los Angeles. Trong lúc hưng phấn và say rượu, anh đã không kiểm soát được bản thân, có hành động vui đùa quá lố với một vũ công nữ. Còn về video, theo cư dân mạng, không thể khẳng định chắc nịch về việc Justin Bieber bị Diddy bắt ép nhảy múa mua vui, quỳ gối uống rượu vì chất lượng hình ảnh khá kém, góc quay thì bị che khuất và cuộc hội thoại giữa các nhân vật có nội dung chẳng rõ ràng. Thời gian vừa rồi thì Justin Bieber đối mặt với giai đoạn rất khó khăn khi liên tục bị réo tên trong vụ bê bối chấn động toàn cầu của ông trùm Diddy. Sau khi Diddy bị bắt, mối quan hệ trong quá khứ giữa nam ca sĩ và ông trùm trở thành đề tài bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Đặc biệt, đoạn clip Diddy úp mở về việc đi chơi riêng trong buổi 8 giờ cùng Justin Bieber khi ấy mới 15 tuổi bị cư dân mạng mang ra mổ xẻ và bàn tán xôn xao. Nhiều người đặt nghi vấn Justin Bieber từng là nạn nhân bị Diddy xâm hại tình dục. Không ít cư dân mạng cho rằng Diddy là lý do khiến cho Justin Bieber có những biểu hiện tâm lý bất thường và đời sống tình cảm buông thả từ thời còn trẻ. Những nghi vấn về góc khuất mối quan hệ giữa Justin Bieber và Diddy chưa dừng lại ở trên, khi mà nhiều người cho rằng MV Chummy thuộc album Change của Justin Bieber ẩn chứa thông điệp lên án các vụ tình dục ở ngành giải trí. Where Are You Now, sản phẩm được phát hành năm 2015 của ngôi sao người Canada, cũng bị soi khoảnh khắc đáng ngờ. Điển hình như hình ảnh Justin Bieber hiện lên cùng dòng chữ Help Me Please. Hay năm 2021, Justin Bieber đã kết hợp với Benny Blanco tung ra ca khúc Lolly. Sản phẩm này nói về chàng trai trẻ cô độc, chứa chất rất nhiều nỗi lo âu và dằn vặt dù đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Hình ảnh làm liên tưởng đến những gì mà Justin Bieber đã phải chịu đựng ở ngoài đời thực. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, Justin Bieber từng cho biết anh đã phải đấu tranh để tồn tại ở giới giải trí và không ít lần cảm thấy cuộc đời rất tồi tệ và đen tối.
Nam ca sĩ không giải thích rõ đã gặp phải chuyện gì, nhưng chia sẻ rằng bản thân đã phải sống trong nỗi xấu hổ vì những rắc rối trong quá khứ. Một người bạn của Justin kể với tờ Pacific: "Tôi tin Justin từng tham gia vào một số bữa tiệc ồn ào. Cậu ấy từng là một thiếu niên, từng là một ngôi sao lớn nhất thế giới. Mọi người đều tỏ ra lo lắng cả. Chúng tôi thì không biết liệu Justin có thể vượt qua được hay không. Có những người đã lợi dụng cậu ấy. Justin rất căng thẳng. Anh ấy có một cậu con trai và đang cố gắng trở thành người cha tốt, trong khi không có hình mẫu nào để tham khảo. Anh ấy đang đơn độc để vượt qua giai đoạn này. Mọi người lo sợ Hailey gặp khó khăn khi làm mẹ lần đầu, nhưng thực tế Justin còn khó khăn hơn. Việc Diddy bị điều tra nổ ra vào thời điểm không thể tệ hơn, khi Justin vừa cố gắng trải nghiệm niềm vui làm cha, vừa phải đối mặt với những thử thách. Một nguồn tin khác thì cho biết Justin hiện rất khó đặt niềm tin vào người khác. Do vậy anh cố gắng tránh xa mọi người, thậm chí cả những người thân thiết trong quá khứ. Vợ và cậu con trai mới chào đời được xem là những điểm tựa lớn nhất của nam ca sĩ vào thời điểm này. Bị kéo vào vụ bê bối của Diddy khiến cho Justin Bieber gặp áp lực lớn, sức khỏe tinh thần sa sút nghiêm trọng. Nam ca sĩ khiến công chúng lo lắng khi luôn bị bắt gặp trong tình trạng ủ rũ, mệt mỏi và hốc hác. Đến cuối tháng 10, Justin Bieber mới chính thức quay trở lại sân khấu biểu diễn cũng như sử dụng mạng xã hội trở lại sau một quãng thời gian gặp khủng hoảng, tự cô lập mình với thế giới. Sóng gió chưa qua bao lâu, giọng ca Baby lại gặp rắc rối khác. Anh vừa bị truy thu thuế tài sản chưa thanh toán lên tới 380.349 đô la Mỹ cho căn biệt thự tại Valley ở Mỹ. Trong hồ sơ chính thức, một nửa số tiền truy thu thuế buộc phải thanh toán vào ngày 12 tháng 10 vừa qua. Phần còn lại sẽ được thanh toán vào ngày 10 tháng 4 năm sau. Tin tức này nổ ra khi mà Justin Bieber gặp khó khăn về tài chính, cân nhắc kiện các quản lý tài chính cũ vì quản lý yếu kém. Được biết, nam ca sĩ rất tức giận khi những nhân vật này đưa ra quyết định chi tiêu sai lầm, khiến tài sản của anh bị hao hụt trong nhiều năm. Hiện vẫn chưa rõ số tiền phung phí này là bao nhiêu. Nội bộ ekip của Justin Bieber đang bị chia rẽ vì vấn đề này. Nam ca sĩ thì đổ lỗi cho dàn quản lý, còn phía họ thì cho rằng bản thân Justin cũng đã chi tiêu vô trách nhiệm và tự gây ra những vấn đề cho bản thân mình. Từ đầu năm nay thì Daily Mail đưa tin rằng Justin vốn lo ngại về lối chi tiêu thả ga của bà xã Hailey. Hailey rất phung phí, cô ấy chi hàng triệu đô la cho máy bay riêng rồi bay đi chỉ để làm móng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thật bất ngờ và sốc khi những hình ảnh này tiếp tục được lan truyền. Và chúng tôi hy vọng rằng sự thật sẽ không phải là như vậy, vì Justin Bieber đang gặp khủng hoảng trong một thời gian rất dài. Nếu như bây giờ anh tiếp tục gặp khủng hoảng thì sẽ rất khó có thể quay trở lại đỉnh cao. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của Tuyển Văn Hóa.